Em sang được gần 3 năm rồi mà không nói được nhiều. Nghe chị nói em thích. Hello em ơi, chị xin chào em nha. Cố lên em nè, sau này em nhất định sẽ làm tốt hơn chị nữa. Em còn trẻ mà, cố lên nha. Rồi đây một số từ nói về các em sẽ thường dùng nhất trong cuộc sống, thường nghe nhất luôn. Chúng ta cùng xem ha. Sân chi, sân chi có nghĩa là tức giận. Ú liệu, ú liệu có nghĩa là nhàm chán, buồn chán. Xiang gia, xiang gia có nghĩa là nhớ nhà. Dâu yu, dâu yu có nghĩa là sầu muộn, u sầu rồi đó. Nản quá, nản quá có nghĩa là khó chịu, buồn. Xì hoan, xì hoan có nghĩa là thích. Hai xiu, hai xiu có nghĩa là xấu hổ, thẹn thùng. Cú tủ, cú tủ có nghĩa là cô độc. Phổ tin, phổ tin có nghĩa là phủ định. Can ca, can ca có nghĩa là lúng túng, khó xử. Phản tuệ, phản tuệ có nghĩa là phản đối. Hai pa, hai pa có nghĩa là sợ, sợ hãi. Thống y, thống y có nghĩa là đồng ý. Xin phân, xin phân có nghĩa là hưng phấn. Còn chi tông, chi tông có nghĩa là kích động. Hào chỉ, hào chỉ có nghĩa là hiếu kỳ. Chỉnh trang, chỉnh trang có nghĩa là hồi hộp, căng thẳng. Phí bệ, phí bệ có nghĩa là mệt mỏi. Còn xuân chóng, xuân chóng, xuân chóng có nghĩa là thuận theo, nghe theo. Ai, ai có nghĩa là yêu. Hận, hận có nghĩa là hận. Bình tĩnh, bình tĩnh có nghĩa là bình tĩnh. Còn phản kháng, phản kháng có nghĩa là phản kháng. Còn khuôn hộ, khuôn hộ có nghĩa là bối rối, không biết xử lý như thế nào. Chinh dạ, chinh dạ có nghĩa là kinh ngạc. Khoai lơ, khoai lơ có nghĩa là vui vẻ, vui sướng. Giao ao, giao ao có nghĩa là kiêu ngạo, kiêu căng. Ở đây một số nói về tình cảm còn dài lắm. Rồi đây tiếp về phần 2 của cái cảm xúc. Lúc nãy chị ra phần 1, bây giờ chị sẽ ra phần 2. Trong cái cảm xúc này các em thường hay trực tiếp các em thường hỏi chị nhiều nhất. Bây giờ chị ra cho các em có cái mà xem đi xem lại ha. Ví dụ như là chủy sang, chủy sang, chủy sang có nghĩa là ủ rũ, chán nản. Nó gần nghĩa với cái từ huy xin, sư vọng. Huy xin, sư vọng có nghĩa là nản lòng, thất vọng. Tan xin, tan xin là lo, lo lắng. Còn thảo yên, thảo yên có nghĩa là đáng ghét. Lần mộ, lần mộ có nghĩa là lạnh nhạt, thờ ơ. Tan mộ, tan mộ cũng là lạnh đạm, lạnh nhạt. Phân nụ, phân nụ có nghĩa là phẫn nộ. Quán thị, quán thị có nghĩa là bướng bỉnh, tinh nghịch. Ngoài ra có chỉ mộ, chỉ mộ, chỉ mộ có nghĩa là trống vắng, cô đơn. Sư vọng, sư vọng có nghĩa là thất vọng. Còn xi vọng, xi vọng có nghĩa là mong muốn, hy vọng, ước ao. Sư khảo, sư khảo có nghĩa là suy nghĩ. Chuyển vọng, chuyển vọng có nghĩa là tuyệt vọng. Còn hạnh phúc, hạnh phúc có nghĩa là hạnh phúc. Ngoài ra có những câu thành ngữ nói rất vui, ví dụ như ha ha ta xiao, ha ha ta xiao có nghĩa là cười ha hả. Còn hán xiao jiu quan, hán xiao jiu quan có nghĩa là mỉm cười nơi chính suối.
còn mạn xin hoan xỉ, mạn xin hoan xỉ có nghĩa là tràn đầy niềm vui, mãn tâm hoan hỷ đó. Còn xin, xin đọc xuống, xin cao thải lệ, xin cao thải lệ có nghĩa là cao hứng, hết sức hứng phấn khởi luôn. Còn xỉ chủ diễn khai, xỉ chủ diễn khai có nghĩa là cái nghĩa cái này gần với cái nghĩa mày khai diễn xạo, mày khai diễn xạo có nghĩa là tươi cười rạng rỡ, nét mặt vui tươi đó. Hoặc là xỉ chi giảng giảng, xỉ chi giảng giảng có nghĩa là tràn ngập không khí vui mừng, tưng bừng nhộn nhịp. Còn tự y quang xỉn, tự y quang xỉn. Chị ơi, cho em xin ít từ tiếng Trung để cắt tóc nam với chị. Hello em ơi, chị xin chào em nha. Rồi chị dọn cho em một số từ trong kiểu cắt tóc nam cho em. Ví dụ như phê chi thổ, phê chi thổ có nghĩa là kiểu tóc máy bay. Còn san phân thổ, san phân thổ, san phân thổ có nghĩa là kiểu tóc ba phân. In sư phín thổ, in sư phín thổ kiểu tóc phẳng của kiểu Anh. Còn toàn liễu hải phả xín, toàn liễu hải phả xín có nghĩa là kiểu tóc ngắn mái ngố. Còn chun thổ, chun thổ, chun thổ có nghĩa cậu kiểu tóc bớt khớp gì đó, em gõ lên Google là ra kiểu tóc đó ha, sẵn chị cái hình cho em coi luôn. Còn khải xa sư toán phả, khải xa sư toán phả là kiểu tóc khác ơ xa gì đó. Em gõ cái chữ này lên lên trên Google là ra hết à. Còn toàn dấu thổ, toàn dấu thổ là các kiểu đầu dầu ngắn, đầu dầu ngắn kiểu như vuốt lên vuốt cái xong mình vuốt dầu hay sao nó bóng bóng ấy. Rồi khi cắt tóc thì mình sẽ nói như thế nào? Chèn thổ phạ, chèn thổ phạ là cắt tóc. Xì thổ, xì, xì thổ, xì thổ là gội đầu. Rành thổ phạ, rành thổ phạ có nghĩa là nhuộm tóc. Còn trân chi hu phạ, trân chi hu phạ có nghĩa là hấp dưỡng tóc. Qua hú zi, qua hú zi là cạo râu. Xiu mày mạo, xiu mày mạo là tỉa lông mày. Còn lúc có lúc người ta gọi cho người ta sẽ nói là an, an mổ, an mổ thổ phỉ, an mổ thổ phỉ gọi là xoa bóp da đầu đó, massage da đầu cho mình. Còn qua xa, qua xa, qua xa có nghĩa là cạo gió. Khi em cắt tóc thì em muốn cắt kiểu gì? Ví dụ như em muốn cắt kiểu ba phân thì nói 我要剪三分头, 我要剪三分头 là tôi muốn cắt tóc ba phân. Hoặc là 我要剪飞机头, 我要剪飞机头 có nghĩa là tôi muốn cắt tóc kiểu máy bay đó. Kiểu máy bay bây giờ chứ không phải kiểu sân bay, kiểu sân bay lắng o đó.